Trên là vườn tre hơn 30 năm tuổi uốn mình đan xen. Dưới là dòng sông tre nhẹ nhàng soi bóng. Nơi tận hưởng sự mát lành. Nơi chụp ảnh check-in tuyệt đẹp. Nơi thưởng thức nhiều món ngon. Nơi trải nghiệm những trò chơi vui nhộn. Hãy cùng phóng viên Thương Nhớ Miền Tây về Hậu Giang gặp gỡ người khai sinh vườn tre và khám phá nhiều điều thú vị dưới bóng tre làng vào lúc 20:30 thứ Tư ngày 8 tháng 5 và 15:30 thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ.